Hôm nay thì Gia Huy 93 sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách cập nhật ứng dụng trên iPhone. Và cái cách này nó có một cái phần cực kỳ hay, đó là anh chị sẽ cập nhật được những ứng dụng không chính chủ. Nghĩa là anh chị đang sử dụng một cái ứng dụng của một cái tài khoản khác, và anh chị có thể sử dụng cái tài khoản mà anh chị đang dùng để cập nhật cái ứng dụng của một cái tài khoản khác mà không sợ mất dữ liệu của mình, một cách rất là đơn giản. Và cái cách này không phải ai cũng biết, kể cả nhiều anh chị làm về lĩnh vực iPhone lên đến 10 năm vẫn không biết làm cái cách này. Và đây là một trong những cái nhận định của cái khách hàng đã đến cửa hàng em nhờ em làm, và nói là đi nhiều nơi rồi nhưng mà người ta không làm được và sợ mất dữ liệu nên thành ra là không dám làm. Và đây là một cái cách cực kỳ đơn giản, anh chị xem sẽ hiểu và có thể tự làm trên cái chiếc iPhone của mình. Thì để cập nhật ứng dụng trên iPhone, ví dụ như Zalo, TikTok, YouTube, nó có vài cái phiên bản mới, nhưng mà anh chị không biết cập nhật, thì cái cách cập nhật mà chính chủ thì anh chị làm như sau. Anh chị muốn cập nhật chính chủ thì anh chị vào trong mục App Store. Khi mà anh chị vào trong App Store thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Tiếp theo thì anh chị vào trong cái mục này, Arkea này. Anh chị bấm vào đây. Và khi bấm vào đây, anh chị bấm vào trong cái tài khoản của anh chị. Khi anh chị bấm vào trong cái mục này thì anh chị ở đây nó sẽ có xuất hiện một cái tài khoản ở đây. Anh chị chọn vào trong cái tài khoản này. Anh chị bấm vào đây. Bấm vô tài khoản. Và cái tài khoản này nó rất nhỏ, cần độ chính xác cao. Anh chị bấm vào tài khoản là được. Sau đó thì anh chị kéo xuống. Ở đây nó sẽ xuất hiện các cái bản cập nhật. Anh chị bấm cập nhật là xong. Bấm cập nhật. Ở đây nó có một cập nhật tất cả và cập nhật từng cái. Anh chị có thể bấm vào cập nhật tất cả để nó cập nhật hết những cái ứng dụng này lên cái phiên bản mới nhất cho anh chị dễ sử dụng. Đây là một trong những cái cách cập nhật đơn giản nhất và cập nhật với cái tài khoản chính chủ. Và cập nhật ứng dụng với cái tài khoản không chính chủ thì sao? Anh chị làm theo cách sau đây. Ví dụ như cái ứng dụng Zalo này là không chính chủ, còn cái tài khoản của anh chị đang dùng ở đây là chính chủ. Vậy thì anh chị làm sao để cập nhật cái ứng dụng Zalo mà không mất dữ liệu? Cách làm cực kỳ đơn giản như sau. Anh chị vào trong cài đặt, anh chị kéo lên, anh chị chọn vào trong mục cài đặt chung ở đây. Tiếp theo thì mình vào trong cái mục dung lượng iPhone ở đây. Bây giờ mình kéo lên. Trong cái quá trình mà anh chị bấm vô ở đây, nó sẽ load dữ liệu ra rất là lâu, tùy theo đời máy. Nếu như mà cái ứng dụng nào mà nó load lâu quá thì anh chị nên tắt nguồn máy, anh chị mở lại. Còn nếu như mà nó nhanh thì anh chị không cần phải tắt nguồn, mà nó load ra dữ liệu như thế này là ok. Đối với một số cái ứng dụng chẳng hạn như là app ngân hàng nè, ví dụ như Zalo nè, đây là một trong những cái rất là quan trọng. Nếu như anh chị không khéo thì nó sẽ mất dữ liệu hết, nên anh chị làm cẩn thận. Cái ví dụ thực tế, đây là cái Zalo. Ví dụ như cái Zalo này dùng tài khoản của vợ em tải, mà bây giờ em dùng một cái tài khoản khác thì không cập nhật được, nhưng mà quên mật khẩu rồi, thì anh chị làm sao? Anh chị cần cập nhật cái Zalo này lên phiên bản mới với cái tài khoản không chính chủ. Anh chị chỉ cần làm như thế này là ok. Chọn vào Zalo. Ở đây nó sẽ có hai dòng. Một dòng là chữ màu xanh, một dòng là chữ màu đỏ. Chữ màu xanh là an toàn, chữ màu đỏ là nguy hiểm. Vậy thì ở đây nó xuất hiện cái dòng gỡ bỏ ứng dụng và cái dòng xóa ứng dụng. Anh chị lưu ý, chỉ cần mình bấm vào gỡ bỏ ứng dụng, anh chị không cần phải sao lưu Zalo, không cần làm gì hết. Anh chị chỉ cần bấm gỡ bỏ ứng dụng. Thường á, màu xanh là an toàn nên anh chị có gỡ bỏ ứng dụng thì dữ liệu vẫn không mất, nhưng anh chị xóa ứng dụng là dữ liệu mất hết luôn. Ở đây nó ghi rất là rõ ràng, việc này sẽ xóa ứng dụng và tất cả dữ liệu. Còn ở trên,
Việc này sẽ giải phóng dung lượng mà ứng dụng sử dụng nhưng vẫn giữ lại tài liệu và dữ liệu. Nên anh chị nhất định là phải bấm vào cái dòng màu xanh ở đây. Anh chị bấm gỡ bỏ Zalo, bấm gỡ bỏ. Sau khi anh chị gỡ bỏ xong á, thì nó sẽ hiện lên cái chữ là cài đặt lại ứng dụng. Anh chị không nên cài. Anh chị không nên cài lại bằng cái hình thức này, không được bấm vào đây. Anh chị thoát ứng dụng chạy ngầm ra. Sau đó anh chị vào lại App Store. Anh chị vào lại App Store và anh chị bấm vào cái mục tìm kiếm. Anh chị tìm kiếm cái Zalo. Anh chị tải cái Zalo về. Cái thao tác này thì cực kỳ đơn giản, ai cũng có thể làm được. Và bây giờ anh chị chờ cho cái Zalo chạy về xong, anh chị sẽ thấy được cái kết quả cực kỳ bất ngờ. Và đây là nó đang sử dụng cái tài khoản chính chủ để nó tải cái Zalo. Sau khi Zalo tải về xong thì mình tiến hành bấm vào chữ mở. Nó hỏi anh chị có cập nhật danh bạ hay là đồng ý các điều kiện điều khoản, thì anh chị nhớ đồng ý và cập nhật giúp em. Và thế là xong. Anh chị chỉ cần bấm vào là dùng luôn, không cần phải đăng nhập lại. Zalo cũng vậy, Facebook cũng vậy, Messenger cũng vậy, các app ngân hàng cũng vậy. Và đặc biệt là tất cả những cái ứng dụng thì ứng dụng nào cũng vậy. Nên anh chị lưu ý, đây là một trong những cái cách làm cực kỳ hay, vô cùng hiệu quả mà anh chị sử dụng iPhone cần biết. Và video đến đây là hết. Nếu như anh chị nào thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong video tiếp theo. Chúc tất cả các khán giả một ngày thật tốt lành.